Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Mỹ bãi bỏ đặc quyền, Trung Quốc lồng lộn. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu 29 tháng 5 trong cuộc gặp báo chí tại Vườn Hồng Tòa Bạch Ốc loan báo một loạt quyết định liên quan đến các vấn đề đối ngoại, gồm cả việc có biện pháp tiến tới việc chấm dứt quy chế đặc biệt cho Hồng Kông, chấm dứt mối quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nhưng không nhắc nhở gì đến tình hình biến động trong nước. Tổng thống Donald Trump loan báo ông khởi sự có biện pháp nhằm chấm dứt quy chế đặc biệt cho Hồng Kông để trả đũa việc Trung Quốc thông qua một đạo luật an ninh đặc biệt nhắm vào Hồng Kông, bị chỉ trích là tước đoạt các quyền tự do dân chủ mà người dân ở vùng đất này được hưởng theo như thỏa thuận ký kết trước ngày trao trả năm 1997 và có hiệu lực trong 50 năm. Tổng thống Donald Trump nói sẽ có biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân ở Trung Quốc cũng như Hồng Kông có liên quan đến việc thi hành đàn áp dân chủ và nhân quyền ở Hồng Kông. Ông Trung cũng cho biết lệnh chấm dứt mối quan hệ giữa Mỹ và Tổ chức Y tế Thế giới WHO vì cho rằng Trung Quốc này kiểm soát tổ chức này. Ông nói rằng cách WHO đối phó với đại dịch virus Vũ Hán ở Trung Quốc là một phần lý do khiến cho Mỹ có quyết định này. Theo Tổng thống Donald Trump, Mỹ nhiều lần đưa ra đề nghị cải cách và đòi hỏi tổ chức WHO phải thi hành, nhưng họ đều từ chối. Hành động của chúng ta sẽ mạnh mẽ, hành động của chúng ta sẽ có ý nghĩa, ông Trump nói. Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng loan báo có một số biện pháp như xem xét lại visa của các du học sinh Trung Quốc bị coi là có liên hệ đến quân đội và cơ quan tình báo Trung Quốc, cùng là điều tra hoạt động các công ty Trung Quốc có phiếu trao đổi trên thị trường chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên, giới doanh gia Mỹ thở phào nhẹ nhõm khi các loan báo của ông Trump không đề cập gì đến thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 được ký năm nay, bớt đi một vấn đề lo lắng trong thời kỳ đại dịch virus Vũ Hán này. Tuy Tòa Bạch Ốc trước đó cho biết đây là một cuộc họp báo, Tổng thống Donald Trump rời bục ngay sau phần phát biểu và không nhận bất cứ câu hỏi nào, dù rằng có nhiều vấn đề sôi bỏng trong nội tình đất nước Mỹ. Tổng thống Donald Trump gặp báo chí sau một đêm nhiều bạo động và tàn phá ở thành phố Minneapolis, tiểu bang Minnesota, sau cái chết của một người dân nơi này là Floyd, 46 tuổi. Ông Floyd, người da đen bị còng tay, bị một cảnh sát viên da trắng lấy đầu gối đè lên cổ và đã được lời van xin cho được thở và không được, khiến dẫn đến tử vong. Viên cảnh sát này đã bị bắt hôm thứ Sáu và bị truy tố về tội sát nhân cấp 3. Trước quyết định của Mỹ nhằm chấm dứt một số đặc quyền thương mại dành cho Hồng Kông, giới chức Trung Quốc và Hồng Kông đã có những động thái phản đối quyết liệt. Tờ Nhân dân Nhật báo People's Daily, cơ quan truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 30 tháng 5 đã truyền đi thông điệp rằng việc Mỹ chấm dứt các ưu đãi thương mại đặc biệt với Hồng Kông là sự can thiệp thô bạo vào vấn đề nội bộ của Trung Quốc và hành động này sẽ thất bại ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tước các ưu tiên đặc biệt đối với Hồng Kông cùng các thỏa thuận chính sách liên quan đến khu vực này. Bài xã luận do Nhân dân Nhật báo nhấn mạnh Trung Quốc khẳng định việc phê chuẩn áp dụng luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông thể hiện quyết tâm cứng rắn của một người dân Trung Quốc nhằm chống lại sự can thiệp của các thế lực bên ngoài và Hồng Kông. Việc can thiệp vào các vấn đề Hồng Kông cũng như can thiệp thô bạo vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc sẽ không khiến cho người dân Trung Quốc sợ hãi và các nỗ lực can thiệp đó sẽ đi đến thất bại. Theo tờ báo này, những nỗ lực ép buộc Trung Quốc nhượng bộ về những lợi ích cốt lõi bao gồm chủ quyền và an ninh bằng cách hăm dọa hoặc cưỡng ép chỉ có thể là suy nghĩ viển vông và mơ giữa ban ngày. Trung Quốc dọa sẽ trả đũa việc Mỹ chấm dứt các đặc quyền thương mại đối với Hồng Kông. Chính phủ Hồng Kông thì chỉ trích thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump là không chính đáng và nói rằng không lo lắng thái quá về những lời đe dọa như vậy, dù có những lo ngại rằng nó có thể khiến cho công ty rời bỏ trung tâm thương mại và tài chính này của châu Á. Phát biểu vài giờ sau khi ông Trump nói rằng thành phố không còn được quyền hưởng các đặc quyền kinh tế và một số quan chức có thể đối mặt với chế tài, Cục trưởng Cục Bảo an Johnny nói với phóng viên rằng Hồng Kông không thể bị đe dọa và sẽ xúc tiến các luật mới. Ông Lee nói,
Tôi không nghĩ rằng họ sẽ thành công trong việc sử dụng bất cứ phương tiện nào để đe dọa chính phủ Hồng Kông, bởi vì chúng tôi tin rằng điều chúng tôi đang làm là đúng. Ty trưởng ty luật chính Teresa Cheng nói cơ sở cho các hành động của ông Trung là hoàn toàn sai trái, nói rằng luật an ninh quốc gia là hợp pháp và cần thiết cho cựu thuộc địa của anh. Tại Hồng Kông, một nhóm nhỏ những người ủng hộ Bắc Kinh tuần hành đến lãnh sự quán Mỹ vào thứ Bảy mang cờ Trung Quốc và biểu ngữ phản đối sự can thiệp của Mỹ vào chuyện nội bộ của Trung Quốc và gọi ông Trung là vô liêm sỉ và vô dụng. Trước đó, tại buổi họp báo ngày 29 tháng 5, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ bắt đầu xóa bỏ các biện pháp ưu đãi cho Hồng Kông vì thành phố này đã không còn tự trị trước Trung Quốc. Phát biểu tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng, ông Trump nói chúng tôi sẽ hành động để xóa bỏ ưu đãi cho Hồng Kông. Ông cũng cho biết rằng Mỹ sẽ trừng phạt các quan chức Trung Quốc và Hồng Kông tham gia trực tiếp hay gián tiếp trong việc kết liễu tự trị của Hồng Kông. Ông gọi việc Quốc hội Trung Quốc biểu quyết thông qua quyết định về xây dựng kiện toàn chế độ pháp luật và cơ chế thực thi bảo vệ an ninh quốc gia tại đặc khu hành chính Hồng Kông là tấn bi kịch cho nhân dân Hồng Kông, nhân dân Trung Quốc và nhân dân trên toàn thế giới. Cũng trong buổi họp báo ngày 29 tháng 5, ông Trump nói Mỹ sẽ có biện pháp bảo vệ các đại học Mỹ trước nỗ lực ăn cắp công nghệ thông tin của Trung Quốc. Ông nói sẽ cấm nhập cảnh với một số người Trung Quốc bị xem là rủi ro an ninh. Ngay sau phát biểu của ông Trump, Nhà Trắng công bố lệnh tạm ngừng nhập cảnh với sinh viên sau đại học và nhà nghiên cứu từ Trung Quốc có hiệu lực từ thứ Hai tuần sau và tiếp tục cho tới khi Tổng thống can thiệp lệnh mới nhắm vào những sinh viên và công dân Trung Quốc đã từng làm việc, học và nghiên cứu ở các cơ quan Trung Quốc mà Mỹ nói hỗ trợ chương trình quân sự, dân sự kết hợp của Trung Quốc. Lệnh này nói Trung Quốc sử dụng một số sinh viên, đa số là sau đại học, để thu thập tài sản trí tuệ. Nhà Trắng nói chính sách mới sẽ không ảnh hưởng sinh viên Trung Quốc đi học ở Mỹ và vì nguyên do hợp pháp. Trước đó, Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc cho rằng việc Hồng Kông có sự tự trị cao hay không sẽ không do Mỹ phán xét, cảnh báo rằng Mỹ chỉ tự hại chính mình khi trừng phạt đặc khu này. Ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 27 tháng 5 chứng nhận trước Quốc hội Mỹ rằng ngày nay Hồng Kông không còn duy trì một quyền tự chủ cao trước Trung Quốc nên đặc khu này không thể tiếp tục được hưởng quy chế đặc biệt của Mỹ, Thời báo Hoàn cầu nhanh chóng phản pháo tuyên bố của ông Pompeo. Tờ báo này viết các chính trị gia Mỹ như ông Pompeo ngạo mạn tin rằng số phận của Hồng Kông nằm trong tay họ. Pompeo đại diện cho địa chính trị hóa cuồng loạn mọi thứ liên quan đến Trung Quốc. Theo Thời báo Hoàn cầu, Mỹ chỉ có chiêu bài duy nhất là quy chế đặc biệt đối với Hồng Kông, điều mà Bắc Kinh đã nghiên cứu kỹ. Tờ này cảnh báo Hồng Kông là nguồn thặng dư thương mại lớn nhất của Mỹ và có khoảng 85.000 công dân Mỹ ở thành phố Trung Quốc này. Hãy chờ xem Mỹ sẽ thiệt hại như thế nào bởi hành động thái quá của họ. Chưa dừng lại ở đó, phía giới chức Hồng Kông thân Trung Quốc cũng hưởng ứng mạnh mẽ với làn sóng chỉ trích Mỹ của Trung Quốc. Cục trưởng Cục Tài chính Hồng Kông Trần Mậu Ba đã tuyên bố Hồng Kông không có gì phải sợ. Các biện pháp trừng phạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh có kế hoạch áp dụng ở đặc khu này. Trong một cuộc phỏng vấn với Thời trang với báo Hoàn cầu Thời báo của Trung Quốc, chỉ vài giờ trước khi ông Trump thông báo đã ra lệnh cho cấp dưới bắt đầu quá trình xóa bỏ những đặc quyền mà Mỹ dành cho Hồng Kông, ông Trần Mậu Ba đã đưa ra tuyên bố nói rằng chúng tôi có sự tự tin và kinh nghiệm trong việc xử lý những thách thức như thị trường tài chính ở Hồng Kông đã trải qua nhiều lần. Với sự ủng hộ của cả nước Trung Quốc, chúng tôi không có gì phải sợ. Ông Trần Mậu Ba tuyên bố việc Mỹ tước quy chế đặc biệt dành cho Hồng Kông sẽ chỉ có tác động nhỏ lên nền kinh tế của đặc khu hành chính này bởi vì thống trị nền kinh tế Hồng Kông chính là ngành du lịch. Theo ông Trần Mậu Ba, các sản phẩm Hồng Kông xuất sang Mỹ chiếm chưa tới 2% trong tổng lượng sản xuất của thành phố, trị giá khoảng 3,7 tỷ đô la Hồng Kông và chiếm chưa tới 0,1% tổng sản lượng xuất khẩu của thành phố này. Ông Trần Mậu Ba tuyên bố chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi kịch bản khác nhau.
Quan chức Hồng Kông này nói thêm với việc Mỹ có hành động nhắm vào thành phố này như hạn chế xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao, Hồng Kông cần tăng cường quan hệ với các đối tác thương mại khác gồm có Nhật Bản và các nước châu Âu. Không chỉ tấn công Mỹ trực tiếp về hồ sơ Hồng Kông, Trung Quốc còn dùng biểu tình về vấn đề sắc tộc những ngày qua ở Mỹ để đả kích xứ sở cờ hoa. Hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc gọi tình hình hỗn loạn này là cảnh tượng đẹp mắt. Pelosi ám chỉ tuyên bố của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hồi năm ngoái đã gọi cuộc biểu tình Hồng Kông là một cảnh tượng đẹp. Trong khi đó, đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV gọi các thành phố xuất hiện biểu tình là vùng chiến sự và liên tục đưa tin kèm theo phân tích về tình hình xung đột sắc tộc ở Mỹ. Vào tối 30 tháng 5, một bản tin bình luận được chiếu vào giờ vàng trên CCTV rằng nhân quyền kiểu Mỹ là đạo đức giả và đáng tởm, đồng thời dùng lại cụm từ cảnh tượng đẹp mắt để nhắc khéo Mỹ. CCTV cho rằng các chính trị gia Mỹ nên xin lỗi người dân của họ, đồng thời cho rằng sự hỗn loạn hiện nay là vết thương tự gây ra hay gậy ông đập lưng ông. Trên mạng Twitter, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đăng câu "Tôi không thở được", câu mà người biểu tình Mỹ dùng khi xuống đường những ngày qua. Nhiều ý kiến đã chỉ trích bà Hoa như đang muốn cổ vũ cho cuộc biểu tình. Theo South China Morning Post, nhiều nhà bình luận của Trung Quốc công kích giới chính trị Mỹ vì tôn vinh người biểu tình Hồng Kông hồi năm ngoái, trong khi không thể kiểm soát được bạo loạn ngay tại quốc gia của mình. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.